Nếu đến với Sóc Sơn mà bạn chưa được ghé đến những homestay Sóc Sơn này thì quả là một điều thiếu sót. Vậy chúng có điều gì đặc biệt mà lại thu hút được đông đảo các khách du lịch đến vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu điều đó qua bài viết bên dưới này nhé. Haekimun Homestay Sóc Sơn. Haekimun là một homestay ở Sóc Sơn nằm vùng ngoại thành Hà Nội và nách trung tâm thành phố khoảng 10 km. Haekimun nằm ở bên sườn đồi thông và cung cấp đến khách hàng của mình chỗ nghỉ sạch sẽ, thoáng mát và còn có hồ bơi riêng khá tiện nghi. Khi đến đây, các du khách sẽ cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên như được hòa làm một cùng với không gian của homestay, mang đến một cảm giác thoải mái khó tả. Địa chỉ: thuộc thôn Lâm, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Mức giá tham khảo chỉ từ 000 Việt Nam đồng một đêm Selen Homestay Sóc Sơn. Selen là một trong các homestay đẹp ở Sóc Sơn mà chúng ta không nên bỏ qua khi đến với nơi đây. Không gian thoáng mát, rộng rãi với đầy đủ tiện nghi là một điểm nhấn đặc biệt mà không phải một căn homestay nào cũng có thể có được. Bên cạnh đó thì từ đây chúng ta còn có thể di chuyển đến những địa điểm tham quan khác ở Hà Nội một cách dễ dàng bởi nơi đây sở hữu vị trí khá thuận tiện. Địa chỉ: xã Minh Phú của huyện Sóc Sơn thuộc thành phố Hà Nội. Mức giá tham khảo từ 1 triệu đồng, 5 triệu đồng một đêm. Đọc thêm: đừng du lịch ba vì nếu bỏ qua những kinh nghiệm này. Haekimun Villa Sóc Sơn. Nếu bạn đang cần tìm kiếm một homestay Sóc Sơn cho người thì Haekimun Villa này chính là một sự lựa chọn đúng đắn. Hệ thống các phòng nghỉ của nơi đây được trang bị đầy đủ tiện nghi cũng như là dụng cụ cần thiết để có thể tạo ra được một không gian riêng tư nhất đến với chúng ta. Đặc biệt các cặp vợ chồng trẻ nên xem xét nơi đây làm địa điểm nghỉ dưỡng nếu như đến với Sóc Sơn, bởi ngoài những tiện nghi thì nơi đây còn có cảnh quan đẹp mê đắm lòng người. Địa chỉ: thuộc thôn Lâm Trường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Mức giá tham khảo từ 5 triệu đồng. Đọc thêm: review cọ homestay Hà Giang đẹp, hấp dẫn du khách Haporven. The Forest Garden Homestay Sóc Sơn đẹp. Mang trên mình phong cách thiết kế hiện đại, trẻ trung nằm ngay bên cạnh rừng thông xanh ngát nên The Forest Garden, một homestay Sóc Sơn có bể bơi đang nhận được khá nhiều sự yêu thích đến từ khách du lịch, đặc biệt là đối với những gia đình có đông người đi du lịch cùng nhau. Các căn phòng được thiết kế với phần nội thất sang trọng, decor một cách tối giản với nhiều đồ dùng hiện đại, tiện nghi nhất. Bên cạnh đó thì nhà bếp cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi nhất để các du khách có thể tự tay chuẩn bị cho mình những bữa ăn ngon nhất. Địa chỉ: thuộc thôn Ban Tiện, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Mức giá tham khảo từ 000 Việt Nam đồng một đêm Happy Wild House. Happy Wild là một homestay nằm trong quần thể các bungalow của dự án Panhill Villa Camping. Đúng như tên gọi của nó thì Happy Wild House chính là địa điểm được dành cho các cặp đôi với một không gian lãng mạn và riêng tư nhất. Tất cả các căn phòng tại đây đều được thiết kế với tông màu tối giản, sang trọng nhưng không kém phần tinh tế. Không gian ấm cúng để có thể mang đến được cho du khách sự tiện nghi bậc nhất. Địa chỉ: xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Mức giá tham khảo từ 700.000 đồng một đêm The Homie Homestay Sóc Sơn. The Homie là một homestay Sóc Sơn ở Hà Nội được nằm một mình ở ngay bên cạnh rừng thông. Diện tích khá lớn lên đến 4.000m², cung cấp cho du khách kiểu nhà nghỉ hiện đại và tiện nghi nhất. Đến với nơi đây chúng ta sẽ cảm nhận được sự thoải mái và an yên nhất trong tâm hồn bởi khung cảnh thiên nhiên xung quanh bao bọc khiến cho The Homie thật bình yên và lãng mạn. Địa chỉ: thuộc xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Mức giá tham khảo từ 1.800.000 đồng 5 triệu đồng một đêm Pan Garden Sóc Sơn. Nếu bạn và nhóm bạn cần đang tìm một homestay Sóc Sơn cho 10 người thì Pan Garden là sự lựa chọn khá hoàn hảo. Với tổng diện tích là 300m² và được chia làm tầng với lối kiến trúc đặc biệt lạ mắt sẽ khiến cho các du khách cảm nhận được sự thoải mái nhất. Không gian rộng rãi đi kèm với nhiều tiện nghi bậc nhất bên trong chính là điểm đặc biệt khiến cho du khách có thể được thoải mái như đang được ở trong chính căn nhà của mình. Địa chỉ: thuộc thôn Ban Tiện, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Liên hệ: 0909716848. Đọc thêm: tốt không thì dọc ba vì đẹp nhất giúp hoàn thiện kỳ nghỉ của bạn. Đọc thêm: review đợi một người homestay Đà Lạt, nơi chốn bình yên.
Nhà bên rừng Rulesa. Nhà bên rừng là một homestay Sóc Sơn cho người giá rẻ nằm gần Hà Nội. Nhà bên rừng nằm trong khu nghỉ dưỡng EcoStay ở Sóc Sơn với tổng diện tích khá rộng lớn. Nơi đây cung cấp đến các khách hàng của mình khoảng 8 căn homestay và 4 căn villa lớn nhỏ khác nhau với nhiều kiểu dáng cũng như là thiết kế để chúng ta thoải mái lựa chọn. Nếu chúng ta thích kiểu thiết kế sang trọng, cổ điển hay là hiện đại, villa thì nơi đây đều có thể đáp ứng được đầy đủ. Địa chỉ: thuộc thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Mức giá tham khảo từ 100.000 Việt Nam đồng một đêm Aloha Valley Homestay Sóc Sơn cho nhóm bạn. Với tổng diện tích rộng lớn lên đến ha, Aloha Valley chính là một homestay có thể cung cấp đến các du khách những chỗ nghỉ tiện nghi nhất. Với sức chứa lớn nên đây chính là một homestay Sóc Sơn cho không người luôn được các đại gia đình hoặc nhóm bạn lựa chọn nhiều nhất. Không gian lớn và bên cạnh đó còn có nhiều tiện nghi đi kèm khiến cho chúng ta có thể cảm nhận được sự thoải mái nhất khi đến với nơi đây nghỉ dưỡng. Địa chỉ: thuộc thôn Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Mức giá tham khảo từ 3.600.000 đồng một đêm 2 đần villa Sóc Sơn. Là một Sóc Sơn homestay hiện đại và khá gần với trung tâm thành phố, chỉ mất khoảng 1 giờ đi xe nên đối với những du khách lần đầu đến đây tham quan nên lựa chọn 2 đần villa. Nơi đây chúng ta có thể được hòa mình cùng với núi rừng bát ngát và thiên nhiên thơ mộng nhất. Không khí dịu mát và thanh bình này sẽ khiến bạn lưu luyến mãi không quên nơi đây. Địa chỉ: xã Minh Phú của huyện Sóc Sơn thuộc thành phố Hà Nội. Mức giá tham khảo từ 3 triệu đồng một đêm the Bright House Villa. Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 40 phút lái xe ô tô, The Bright House Villa là một trong các homestay dùng để nghỉ dưỡng khá lý tưởng để chúng ta cùng với bạn bè và gia đình được tận hưởng những giây phút đáng nhớ nhất. Điều gây ấn tượng mạnh đối với các du khách khi lần đầu được đến với nơi đây chính là một khoảng không gian lớn của villa đang được bao bọc bởi màu xanh mát rượi. Cây cối được bày trí một cách hợp lý từ bên trong đến bên ngoài để chúng ta như đang được sống trong không gian xanh mát mẻ và tiện nghi nhất. Địa chỉ: thuộc thôn Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Liên hệ 0777 0955. Vihome Rừng Sư Homestay Sóc Sơn. Khuôn viên của Vihome Rừng Sư rộng lên đến 1.000m², chứa bên trong đó là một khu rừng sư nho nhỏ, một ao sen thơ mộng và điều không thể thiếu nhất đó là các loại cây xanh khiến cho nhịp sống nơi đây như được chậm lại và hòa mình cùng với thiên nhiên. Không những thế, Vihome Rừng Sư còn là một homestay Sóc Sơn giá rẻ nhưng lại khá sang, xịn, mịn để chúng ta có thể tận hưởng được kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất. Địa chỉ: thuộc thôn Đông Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Liên hệ 0383 193 90. Đọc thêm: mắt bạn không homestay Sapa giá rẻ với view bao đẹp. Day Bay Homestay Sóc Sơn. Nếu bạn đang cần tìm kiếm một homestay nằm giữa chốn núi rừng mát mẻ và thanh bình thì hãy ghé đến với Day Bay Homestay Sóc Sơn nhé. Đến với nơi đây, chúng ta sẽ được tận hưởng một cảm giác như đang bay lơ lửng giữa lưng chừng núi vậy. Bên cạnh cạnh đó thì chúng ta còn được hít thở không khí một cách trong lành sau những tháng ngày mệt mỏi với Đức Linh, tâm hồn như được chơi lát sau những lúc căng thẳng nhất. Địa chỉ: thuộc xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Liên hệ 0967 85 05 85. Đọc thêm: tốt không homestay 3 vì chiêu chiêu cùng nhóm bạn cuối tuần. Tamaga Homestay Sóc Sơn. Tamaga Homestay La là một trong các homestay ở Sóc Sơn được nằm trong khu vực khá giàu các giá trị về lịch sử và văn hóa. Đến với nơi đây chúng ta có thể vừa được nghỉ dưỡng, vừa được tận hưởng một bầu không khí trong lành mà lại được khám phá những nét đẹp về lịch sử văn hóa dân tộc. Địa chỉ: thuộc xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Liên hệ 0906 36 46 46. Mumlet House. Cái tên cuối cùng được nhắc đến trong danh sách những homestay nổi tiếng Sóc Sơn này chính là Mumlet House. Nếu bạn đang muốn tránh khỏi những ồn ào và tấp nập nơi phố thị và tìm đến nơi yên bình thì nơi đây chính là địa điểm lý tưởng dành cho bạn. Như được hòa mình cùng với thiên nhiên, Mumlet mang đến cho các du khách sự yên bình, an nhiên nhất đến từ trong tâm hồn để chúng ta được thoải mái nhất khi chọn nơi đây là điểm dừng chân. Địa chỉ: thuộc thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Liên hệ 0968 10 11 88.
Trên đây là tổng hợp những homestay Sóc Sơn Hà Nội thời gian qua đang làm mưa làm gió đối với những du khách. Mong rằng trong chuyến du lịch Hà Nội, Sóc Sơn gần nhất của bạn sắp tới đây thì những thông tin này sẽ giúp ích được đến bạn nhé.